Và bây giờ tôi muốn chia sẻ cái thông tin lớn ngày hôm nay mà nhiều bạn có thể đã biết rồi Đó chính là cái thông tin liên quan tới Twitter Thì công ty Twitter đã chia sẻ hai điều ngày hôm nay Một điều đó chính là thông tin lớn đó chính là Twitter bây giờ đã cho phép bo Có nghĩa là cho tiền ở trên mạng lưới của Twitter cho tiền tiếp đó Bằng cách là sử dụng Bitcoin Trước đây họ đã cho cái công dụng này Các bạn có thể trả bằng những cái ứng dụng Như là các bạn thường nhớ là sử dụng PayPal và một số những cái nơi thanh toán khác Nhưng mà bây giờ các bạn có thể gọi Bitcoin trực tiếp thông qua mạng lưới Lightning Network Thì mạng lưới Lightning Network này đó Là mạng lưới như thế nào? Đây là mạng lưới mà tầng 2 của Bitcoin là mạng lưới này là mạng lưới mà hiểu đơn giản là các bạn có thể giao dịch sử dụng mạng lưới tầng 2 này khi mà các bạn đã xong giao dịch hết rồi đó có thể các bạn có nhiều giao dịch 10 giao dịch 100 giao dịch nhưng mà sau khi mà xong rồi thì giao dịch này sẽ bị đóng lại và tất cả giao dịch đó sẽ được hợp lại thành một giao dịch duy nhất và được xử lý trên mạng lưới chính thức của Bitcoin cho nên đây là mạng lưới mà có phí cực kỳ thấp và cực kỳ nhanh đó là mạng lưới Lightning Network mà chúng ta thấy là những cái nước như là El Salvador đang sử dụng hiện tại và thật ra cái công ty mà đứng sau lưng để cho công ty Twitter tip bằng Bitcoin đó cái công nghệ đó chính là công nghệ Strike có như là công ty Strike thì công ty Strike là cái công ty mà cũng là đang hỗ trợ nước El Salvador hiện tại thì đây là cái tin tức đầu tiên và tin tức thứ nhì đó là liên quan tới là xác nhận NFT thì đi hướng nói tới tin tức đầu tiên đi thì các bạn thấy được đây là một trong những điều mà không phải là quá bất ngờ tại vì chúng ta cũng đã từng nói tới trên channel này có một số những cái tin đồn một số những cái hình ảnh chụp được chia sẻ là công ty Twitter đang tìm kiếm cách để mà tích hợp Bitcoin vào trong cái hệ thống Twitter của họ và hệ thống Twitter có rất là nhiều người dùng đây là một trong những cái mạng xã hội rất nổi tiếng mà các bạn thấy được cũng thường xuyên sử dụng rất nhiều bạn tham gia và theo dõi thuần capital trên những mạng xã hội như là các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì rất cảm ơn các bạn cái Twitter của Thuần Capital đã có tới 40.100 followers có nghĩa là 40.100 bạn đã tham gia và theo dõi Thuần Capital trên Twitter Thì rất cảm ơn các bạn Đây là một trong những cái nền tảng rất là lớn, nhất là khi chúng ta nói tới à, mạng xã hội Và Jack Dorsey, có nghĩa là CEO của Twitter cũng là CEO của công ty Square đó thì đây là một người mà các bạn có thể biết là rất là thích Bitcoin Tuy là có một số người bây giờ là không thích Jack Dorsey Tại vì sao? Tại vì Jack Dorsey là thuộc về một cái nhóm người Mà gọi chung là Bitcoin Maximalist Có nghĩa là những người mà có cái tư tưởng là chỉ có Bitcoin mà thôi Họ chỉ thích Bitcoin mà thôi Và họ nghĩ là ngoài chỉ Bitcoin ra tất cả đều đồng rác hết Chỉ có Bitcoin sau này Và mãi mãi mới là một đồng duy nhất mà thôi mà họ công nhận Thì Jack Dorsey cũng nằm trong cái phần số người đó Cho nên có rất nhiều người thân thích Jack Dorsey nhưng mà dù sao đi nữa Jack Dorsey là CEO của hai công ty lớn là Twitter và Square mà các bạn cũng đã biết là công ty Square vẫn đang lưu trữ crypto hiện bây giờ trong ngân sách của họ và chúng ta thấy được là hai công ty này thực sự là có sức ảnh hưởng Twitter có sức ảnh hưởng về mạng xã hội Square có sức ảnh hưởng liên quan đến các cổng thanh toán cho nên cái việc mà Twitter hỗ trợ và Jack Dorsey hỗ trợ Bitcoin là một điều tốt đối với thị trường crypto nói chung Cho nên đây là một thông tin rất là lớn mà được nói tới rất nhiều ngày hôm nay Điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn chính là NFT, xác nhận NFT thì xác nhận NFT là gì? thì xác nhận NFT nghĩa là các bạn bây giờ là các bạn sở hữu một cái NFT, một cái token không thể thay thế đó, đó là các bạn sở hữu cái token đó đại diện cái hình gì đó đi. thì các bạn lấy cái hình đó các bạn dùng để mà làm cái avatar hay là làm cái hình nền của Twitter thì các bạn có thể sử dụng Twitter thông qua cái thông tin của ngày hôm nay các bạn thì dùng Twitter để mà xác nhận có thể là các bạn kết nối với ví của bạn xác nhận là các bạn là người sở hữu cái khóa cá nhân đó để xác nhận là NFT này là quyền sở hữu của các bạn Đây là cách mà thường hiểu Twitter sẽ làm việc Nhưng mà các bạn nên hiểu bây giờ là chúng ta đâu có NFT ở trên mạng lưới của Bitcoin đâu Th Cho nên thường nghĩ là Twitter cần phải chấp nhận để mà thông qua những mạng lưới như là mạng lưới của Ethereum Solana để có thể xác nhận NFT được mà thôi Đây là hai điều được nói tới rất lớn ngày hôm nay liên quan tới công ty Twitter thì một cái điều mà thuận có thể chia sẻ với các bạn đó là chúng ta bây giờ hãy google một thông tin đơn giản đi total twitter user để xem coi là chúng ta có bao nhiêu người sử dụng twitter thì uh, chúng ta thấy được là cho đến cái quý 2 của năm 2021 này đó twitter thì hàng ngày đó có khoảng chừng là 206 triệu người sử dụng thường xuyên đây là con số là không có nhỏ Và một trong những cách mà các bạn thấy được là Bitcoin càng ngày càng tiến tới gần mọi người Như lời bài viết này của cái blog của Twitter đã nói là chúng ta cần phải thấy Bitcoin và crypto đó trở thành một phần của đời sống và các bạn cũng không biết đó là một phần của đời sống rồi cho nên nhiều bạn hay thỏa thuận đó là khi nào thì Bitcoin, Crypto, Blockchain mới trở thành một phần của đời sống thì thường nghĩ là cái ngày mà điều đó xảy ra các bạn sẽ không biết đâu tại vì cái ngày đó các bạn chỉ biết là các bạn sử dụng Twitter các bạn tiếp một người nào đó mà thôi chứ các bạn cũng không cần phải hiểu được là khi các bạn làm cái gì là sử dụng mạng lưới nào hay là sử dụng như thế nào vân vân đó là những điều mà các bạn không có nghĩ đến nữa như đây các bạn đánh răng thì ít ai có thể nghĩ đến là các bạn đánh răng là các bạn phải làm như thế nào các bạn phải lấy bàn chải ra cầm như thế nào giống như các bạn chỉ một đứa con nít gì đó nhưng mà bây giờ các bạn làm quen rồi thì sẽ không còn nhớ đến là động tác đó là sẽ như thế nào nữa bây giờ chúng ta đưa ra càng ngày thì những cái Thông tin như là Twitter tại sao nó lớn Tại vì ra những thông tin này đó Thì nhiều người cho là đâu có ai mà sử dụng Bitcoin uh, Như là tiền tệ đâu Mọi người bây giờ rất nhiều người là lưu trữ Bitcoin Thì đó có thể là sự thật Nhưng mà những thông tin này đó sẽ dẫn đến là Một số người bây giờ có thể là họ không có tham gia vào crypto Họ cũng không hiểu gì về crypto Nhưng mà họ cũng muốn được tiếp Nếu như đó là những người mà có tầm ảnh hưởng Họ cũng muốn được người khác tiếp sử dụng Bitcoin Thì đây cũng là một trong những cách mà có nhiều người mới tiếp cận được một cách dễ dàng Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng như là thông tin liên quan tới xác nhận NFT Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái tài liệu on-chain đi Chúng ta hôm nay chỉ nói tới những tài liệu căn bản mà thôi Thì nói tới tài liệu on-chain ngày hôm nay đó thì các bạn thấy là cái nến của ngày hôm qua đây là tài liệu liên quan tới bao nhiêu Bitcoin nạp vào và rút ra Thì thật ra Kết quả ngày hôm qua đó thì sau 3 ngày chúng ta thấy có số lượng Bitcoin nạp lên trên sàn nhiều hơn là rút ra Thì hôm qua chúng ta đã thấy tình trạng đảo ngược trở lại Bây giờ chúng ta thấy được là ngày hôm qua có 4.842 Bitcoin rút ra nhiều hơn là nạp vào Thì chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới thời gian là mỗi một tiếng đi Thì mỗi thanh này là một tiếng thì các bạn thấy được là tình hình như thế nào Tình hình là chúng ta thấy là ngày mai kết thúc thì cơ hội vẫn còn là chúng ta sẽ thấy cái số lượng Bitcoin ngày hôm nay Rời khỏi vẫn nhiều hơn là nạp vào Chúng ta được đây là một trong những điều sẽ dẫn đến Là cái số lượng Bitcoin tổng cộng trên sàn sẽ từ từ mất đi Và chúng ta thấy được là tình hình là bắt đầu hôm nay chúng ta thấy cái sự đảo chiều Sau khi mà 2-3 ngày các bạn thấy được là cái đường màu xanh này tăng trưởng Có nghĩa là có thêm Bitcoin cho những sàn giao dịch thì hôm nay đã đổi chiều trở lại Và cái xu hướng chung các bạn thấy được vẫn là cái xu hướng Đường màu xanh này vẫn là cái xu hướng đi xuống Có nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn đây là một cái áp lực gây sự khan hiếm Bitcoin Chúng ta bây giờ nói tới Ethereum đi Thì để nói tới Ethereum đó Thì chúng ta thấy là cái sự rời khỏi sàn Cũng giống như là Bitcoin vậy nhưng mà chúng ta thấy là Thời gian là hai ngày liên tục Chúng ta thấy có số lượng Ether rời khỏi sàn Chúng ta chuyển qua thành thời gian tính theo giờ đi Thì chúng ta được là nếu như chúng ta tính theo giờ đó Thì kết thúc của ngày hôm nay thì cơ hội ngày mai chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sẽ nhiều hơn là nạp vào Ngày mai chúng ta mới biết được Nhưng mà đây là tình hình của Ether thì tiếp tục cũng giống như là câu chuyện của Bitcoin Nhưng mà mình thì thấy rõ ràng hơn là cái xu hướng nó rất rõ ràng là từ năm ngoái tới bây giờ càng ngày càng ít Ether trên sàn hơn Và lần đầu tiên chúng ta nói tới điều này đó đã là tháng 10 của năm ngoái rồi, cái đây một năm Lúc đó giá Ether xoay quanh cái mức là khoảng 300-400 đô Bây giờ giá Ether đã là 3.000 đô rồi Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình liên quan tới những cái lệnh futures đi Thì sau khi mà chúng ta có cái lệnh future bị thanh lý cách đây không lâu đó Đây là cái thời điểm cách đây chỉ có 2 ngày mà thôi Sau khi các bạn thấy được là ngày 7 tây tháng 9 đó, Chúng ta thấy là có số lượng lớn cái lệnh futures bị thanh lý tại vì giá xuống đột ngột 10.000 đô sau đó chúng ta thấy thêm một lần nữa như vậy nhưng mà cái tình hình nó ít hơn đó chính là cái đây khoảng chừng hai ngày cái vụ liên quan tới Evergrande đó thì sau đó như thế nào các bạn nhìn thấy cái đường màu xanh trên màn hình thì những cái lệnh futures đó lại bắt đầu là có trở lại trên những sàn giao dịch hầu như là các bạn thấy được là mỗi lần mà bị thanh lý xong chúng ta lại thấy nhiều người lại nhảy vào và có thêm lệnh futures trên những sàn giao dịch nữa và chúng ta bây giờ hãy nhìn đó, nhìn chung thì chúng ta thấy được là khi mà nói tới những cái lệnh future hiện bây giờ thì các bạn sẽ thấy được là đối với là lệnh long short đó, thì chúng ta nhìn vào tổng cộng là trung bình 12 giờ qua đi thì trung bình chúng ta thấy được là vẫn là 50 50. Bây giờ đó nói chung là đối với Bitcoin thì chúng ta thấy là có 50,9% là long, 49,05% là short. Tình hình thì bây giờ là long và short tiếp tục là nó cân bằng với nhau dựa theo tài liệu liên quan tới Bybit.